Ôi Việt, mày làm gì? Cái gì? Dặn ai hả? Dạ. Dặn chi? Dặn ổng kêu không biết nữa sư phụ. Ừ. Thì dặn đi đâu, dặn với sư phụ coi. Rồi dặn không nói hả? Cứ ngắt rồi sư phụ. Không được phải không? À, hôm qua tao có coi YouTube, nó có chỉ cái cách dặn này nè. Mà tao không biết là nó có làm được không ha. Thì ngày hôm nay tao với mày làm thử nha. Dạ. Tao với mày làm thử làm được không ha. Thì bây giờ ngày qua mình có coi là nó hướng dẫn mở cái này nè quý vị. Thì bữa nay tôi với thằng đệ tử tôi hai tôi sẽ mở cái này thử cho quý vị xem ha. Thử coi là người ta chỉ có đúng không ha. Đây là cái bình nước nó lọc rồi phải không? Mở ra phải không? Nước uống nè. Mở bằng tay thì mở không nổi. À, nhưng mà trước tiên để sư phụ mở thử coi được không, bằng tay thử coi nổi không ha. Trước khi mình làm theo cách của người ta. Rồi bây giờ để sư phụ mở thử coi. Hello, xin chào các bạn ha. Mình sẽ mở này một tay không. Mở thì chắc không nổi vịn thôi. Rồi mày vịn đi sư phụ mở coi. Không nổi. Nhưng mà người ta có chỉ một cái cách. À, ta có chỉ một cái cách đó là chúng ta sẽ mở biết bằng gì không? Phải không? Thiệt thiệt. Rồi. Bây giờ mình sẽ tháo cộng nghiệp ra ha. Đây. Đây. Sẽ mở bằng cái động dây địch nè. Nếu như mình có cái buộc xe mình mở cũng được nữa. Giờ mình mở cái này nè, mình mới coi hồi tối nè. Quăng quăng sao ta? Rồi. Quăng con gì? Đó. Đây, mình quăng. Cái gì quăng cho cái chiều mà mở cái này nè. Tại chúng ta phải mở cái gì nó ra. Có nghĩa là mở ngược chiều kim đồng hồ á thì nó sẽ ra, mà cùng chiều kim đồng hồ thì nó sẽ đó là xíu lại. Bây giờ chúng ta sẽ nó là quấn cái này theo ngược chiều kim đồng hồ, quấn cộng nghiệp chúng ta theo ngược chiều kim đồng hồ. À. Rồi con vịn con mở thử coi gì thì bộ qua coi vịn hai tay gì rồi mở ra mạnh rồi, như vậy là không được rồi. Giờ tới mình con vịn đi. Không mở. Ây da. Quá cứng rồi. Thất bại. Làm thêm một lần nữa rồi. Rồi. Nó chưa có đủ cứng nữa. Như vậy là được rồi. Thì khi mà làm thực tế á, thì người ta làm á, là thấy nó dễ lắm quý vị. Nhưng mà tới mình làm á, thì nó hơi nặng. Nhưng mà vẫn mở ra được đó. Sau một hồi lên quay thì hai thầy trò cũng mở ra được. Rồi, đâu mình lấy cái thùng khác làm thử cái nữa coi cho quý vị xem coi về. Đây là cái thùng thứ hai nè quý vị. Cái thùng này thì nó bị móp méo lùm la hết trơn à. Còn bây giờ mình làm bị gian vậy coi nè. Đó con mở rồi. Quấn rồi. Con có đúng vậy không? Để rồi. À, quấn ngược chiều kim đồng hồ. Ờ có xíu xíu vô chút. Hồi nãy như là sư phụ quấn nó hơi lẫm quá cho nên là chúng ta cứ xíu vô. À. À. Rồi, bắt đầu, mở ra, dịnh ra. Bóp mạnh vô rồi chúng ta sẽ bé. Ô, này dễ hơn nha. Dễ. Ok, được nè. Đó. Ok nhé. Như vậy là vừa qua thì hai thầy trò của chúng tôi đã thực nghiệm thử cái mà mẹo của người ta chỉ trên YouTube á, là chúng ta mở cái mấy cái bình nước này nè bằng cái cọng như này. Thì hướng dẫn của người ta làm thì nó làm nó dễ, nhưng mà chúng ta mà siết á thì cái thực tế khi mà chúng ta siết á, siết cái dây này nè, chúng ta siết nó chặt một chút, cái đầu tiên siết nó hơi lỏng cho nên mở hơi nặng,
Còn khi mà chúng ta siết, chúng ta cố gắng chúng ta siết chặt chút đúng không? À, siết chặt, chặt nãy là nó dễ hơn. Siết chặt vô một chút, siết ngược chiều nè. Ta siết sao mà cho nó chặt chặt á, để chúng ta mở thấy nó rất là nhẹ nhàng đúng không? Nhẹ, rất là ok. Đó là một cái mẹo. Rồi quý vị là cứ gì thử ha, nhà quý vị có cái bình nước lọc á, quý vị mà muốn đổ nước thêm á thì quý vị cứ thử cái cách làm này ha. Mình thấy là cách làm hướng dẫn của ta là đúng đó quý vị. Quan trọng là chỗ của mình là mình siết cái nắp vô, mình siết là nó được cứng hay là không ha. Thì hy vọng rằng đây là cái cách mà có thể đó là giúp cho quý vị sẽ mở được những cái bình nước lọc này là nó sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu như trong quá trình làm hoặc là trong quá trình mà các cái mẹo nào trong cuộc sống mà quý vị mình muốn mình thực hiện để mà kiểm chứng các cái clip hướng dẫn của người ta, quý vị cứ yêu cầu mình sẽ làm hết mình nha quý vị. Bất cứ cái yêu cầu nào cũng được. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với quý vị và các bạn cái cách để mà mở cái bình nước này theo là sự hướng dẫn của các bạn trên YouTube. Thì mình thấy đây là một mẹo rất là hay ha. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Tạm biệt.